Xin chào các bạn, đang nằm trên mặt của mình đây, đó chính là Nanofit, một cái chiếc khẩu trang với vẻ ngoài rất hầm hố, có thể tái sử dụng và cái tính bảo vệ của nó cũng gia tăng đáng kể so với các cái loại khẩu trang thông thường. Và để xem cái khẩu trang này nó còn có những cái gì thú vị nữa thì mời anh em xem tiếp video. Đầu tiên là mình sẽ nói về cái thiết kế của nó lần lượt từ bên ngoài và bên trong đi, tại vì nó có rất là nhiều lớp để bảo vệ cho chúng ta. Đầu tiên là bên ngoài chúng ta sẽ có một cái phần được làm bằng nhựa. Trên này nó sẽ được khoét rất là nhiều những cái khe thông gió để giúp cho chúng ta thở nó dễ dàng hơn. Có một cái biểu tượng hình chữ V, không phải là VinFast đâu. Thì cái lớp nhựa này trước hết là nó sẽ có cái tác dụng chắn những cái giọt bắn từ người khác lên mặt của chúng ta nếu mà chúng ta không đeo cái này vào. Bên ngoài nó sẽ có một cái lớp nhựa cứng để che chắn những cái đó. Ngoài ra thì trong quá trình mà chúng ta sử dụng, ví dụ như là đi xe máy hay là này kia, thông thường mình sẽ bị gặp những cái trường hợp đó là lá cây hay là côn trùng gì đó nó bắn vào mặt, thì nhờ cái lớp nhựa cứng cáp như thế này nó cũng sẽ giúp gia tăng cái tính bảo vệ của chúng ta trước những cái tác nhân từ nhỏ cho đến lớn như là lá cây hay là côn trùng, hoặc là những cái tác nhân nhỏ xíu như là virus đó. Tiếp theo đi vào bên trong thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống màng lọc, nó gồm tới 4 lớp chứ không phải là chỉ là một lớp như là cái khẩu trang của chúng ta bình thường đeo đâu. Và bây giờ mình sẽ thử mở xem là bên trong nó như thế nào. Thì cái quá trình mở nó cũng diễn ra rất là dễ dàng để cho chúng ta có thể dễ dàng thay cái bộ lọc ở bên trong đó. Bây giờ mình sẽ mở ra thì ở hai bên nó sẽ có hai cái ngàm, mình hơi ốc chó một chút. Rồi, sau khi mà mở cái khẩu trang ra thì chúng ta sẽ có cái phần nắp này đó, nằm ở giữa là một cái bộ màng lọc 4 lớp, rồi ở bên trong là một cái mảng nhựa nữa. Thì như các bạn có thể thấy là cái phần nhựa mà để bảo vệ chúng ta nó rất là nhiều ở bên trong, và cái khoảng mà để chúng ta thở nó chỉ là một cái lỗ như thế này thôi, và cái diện tích mà hở nó càng ít thì nó sẽ càng gia tăng khả năng bảo vệ khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái môi trường bên ngoài. Mình nói một xíu về cái màng 4 lớp này, thì đây là cái nhìn nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà nhà sản xuất họ đã phải làm việc rất là nhiều để có thể sản xuất ra cái lớp màng như thế này. Tất nhiên là họ cũng đã đệ trình lên những cái cơ quan khác nhau ở Mỹ, ví dụ là FDA hay là những cái tổ chức khác về y tế để chứng nhận là cái lớp màng này nó có tác dụng bảo vệ cho chúng ta, đặc biệt là đối với những cái giọt bắn có chứa virus bên trong đó. Thì cứ mỗi lần mà bạn sử dụng xong á, coi như là sử dụng xong một cái khẩu trang đi, thì chúng ta sẽ tháo nó ra và có thể dễ dàng thay cái này. Và bên trong mỗi một cái bộ sản phẩm á, thì sẽ được tặng kèm 50 cái bộ lọc. Và nếu mà chúng ta sử dụng hết thì có thể mua thêm, và cái giá của nó thì mình sẽ nói ở cuối bài. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nói về cái khẩu trang này trước. Được gắn cố định với cái phần nhựa bên trong đó chính là một bộ phận làm từ silicon, và cái thiết kế của nó rất là mềm và dẻo, nó sẽ giúp ốp sát cái khẩu trang vào mặt của chúng ta rất là dính luôn, và nó sẽ gia tăng cái độ bám của cái khẩu trang với cái mặt rất là nhiều. Cái khẩu trang mà thông thường mà chúng ta sử dụng anh em có thể thấy là cái hiện tượng khi mà chúng ta thở nó sẽ làm những người mà bị cận sẽ bị là mờ cái kính, tại vì cái hơi thở nóng nó lên hà vào cái kính thì nó sẽ làm mờ. Điều đó chứng tỏ là những cái khẩu trang thông thường mà chúng ta đeo nó không có kính. Tuy nhiên khi mà mình sử dụng cái khẩu trang này thì khi mà cái phần này nó ốp trực tiếp vào mũi mình như thế này, thì khi mà mình dùng nó không hề có cái hiện tượng mà kính nó bị mờ. Thứ nhất là nó chứng minh được cái khẩu trang nó bảo vệ chúng ta rất nhiều, nó không có bị hở. Và cái thứ hai nữa, nó là một cái lợi ích mà có thể là nhà sản xuất họ không nghĩ tới, đó chính là giúp cho những người bị cận trở nên thoải mái và dễ dàng hơn khi mà chúng ta đeo khẩu trang. Như nãy mình đã nói, sau khi mà chúng ta sử dụng xong một lần thì chúng ta đầu tiên sẽ thay cái màng lọc này. Cái thứ hai nữa là những cái chi tiết này đều được làm bằng nhựa, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể vệ sinh nó, tất nhiên là phải dưới xà bông này kia để cho nó diệt khuẩn. Trước khi nói về cái trải nghiệm của mình trong cái quá trình mình đeo cái khẩu trang này nó có dễ chịu hay không thì mình sẽ tiến hành ráp cái này lại xem là cái thao tác nó có đơn giản hay không. Thì đầu tiên là anh em cầm cái phần nắp nè, rồi để cái miếng lọc vô, cầm cái này, cái phần thân nè, nó sẽ có hai cái lỗ ngàm trên dưới nè, chúng ta sẽ đấu cái đó vào trước. Nó sẽ có hai cái ngàm để bấu vào,
chúng ta lúc này chỉ cần nhấn vào một xíu là xong. Chia sẻ một xíu về những cái trải nghiệm của mình trong cái thời gian mình có dịp được sử dụng nó, trải nghiệm nó. Thứ nhất là nhờ được sở hữu cái kết cấu mà đeo theo cái dạng một cái dây phía trên rồi một cái dây luồn phía dưới cổ nè, cho nên là khi mà chúng ta đeo vào á, rõ ràng là nó có hơi rườm rà một chút xíu so với cái việc là đeo khẩu trang thông thường. Tuy nhiên mà sử dụng một cái thời gian dài chúng ta đeo liên tục thì nó cũng không gây khó chịu cho cái tai cũng như là cái cổ hay là gì cả. Đối với những cái khẩu trang bình thường thì chúng ta đeo mình cảm thấy là rất là khó chịu cho cái tai, nhưng mà đối với cái khẩu trang này thì mình di chuyển nó ngoài đường cũng rất là xa, đi những quãng đường cũng rất là xa, nhưng mà đeo rất là lâu nhưng mà cũng cảm thấy là rất là thoải mái, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Cái hai nữa là do nó bám rất là sát vào cái mặt, cho nên là khi mà chúng ta đeo một cái thời gian dài á, thì nó sẽ tạo ra những cái vết hằn ở trên mặt, nhưng mà điều đó nó không phải là một cái gì đó nó nghiêm trọng. Đầu tiên khi mà anh em mà đeo thử khẩu trang này vào á, thì có thể sẽ hơi khó chịu một xíu. Các bạn thấy nãy giờ á, mình giới thiệu cho các bạn là nó có rất nhiều lớp, và thử tưởng tượng là ốp một cái gì đó lên mặt đi là chúng ta đâu có thể nào mà thở một cách bình thường đâu. Cho nên khi mà đeo cái này vào á, thì cần phải có theo mình á, bản thân mình thôi chứ mình không biết anh em như nào, nhưng mà bản thân mình là mình cần tốn khoảng 10 đến 15 phút để có thể làm quen với cái khẩu trang này. Ban đầu thì cảm thấy rất là ngợp, nhưng mà sau đó thì thở rất là dễ dàng, rất là thoải mái. Sau khi đã nói qua tất cả những cái về thiết kế, về cái công dụng cũng như là cái trải nghiệm nhanh của mình trong cái thời gian mà mình sử dụng nó, cái sản phẩm này đang được phân phối bởi Silicon Z, và cái ngày phân phối là bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 này. Giá cho mỗi một cái bộ sản phẩm như thế này bao gồm cái khẩu trang và 50 miếng lọc là 159.000. Nếu khi nào mà chúng ta sử dụng hết 50 cái miếng lọc trong này xong thì có thể mua thêm 50 miếng khác, và cái giá tiền để mua là 100.000 cho mỗi 50 miếng lọc. Thì đối với mình cảm thấy cái giá vậy nó cũng rất là dễ chịu so với cái việc mà chúng ta mua những cái hộp khẩu trang đang tràn lan trên thị trường và giá rất là loạn sàn hầu luôn, không thể kiểm soát được. Giá lại nãy giờ mình cũng đã chia sẻ với anh em là cái tính bảo vệ của khẩu trang này nó sẽ rất là tốt hơn so với những cái khẩu trang truyền thống của chúng ta đang bán, những khẩu trang y tế một lớp, hai lớp, ba lớp này kia, thì cái khẩu trang này cái tác dụng bảo vệ của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, mà lại có cái mức giá hợp lý nữa. Thì đó cũng là những cái chia sẻ của mình đối với cái chiếc khẩu trang Nanofit này. Nếu anh em thấy video này hữu ích thì nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế.